Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Chúng tôi xin được chia sẻ những giá trị và bản thân chúng tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua của quá trình phát triển trên thị trường đã liên tục chứng minh cho nhà đầu tư nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Nhà đầu tư nên nhớ rằng khi mà chúng ta tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, bản thân chúng ta phải nhìn thấy được những cái giá trị kiến thức giao dịch thực tế trên thị trường, chứ không phải chúng ta nghe nói mồm rằng ở người này người kia giao dịch được ở trên thị trường rồi có đánh like hay không ở trên thị trường. Đó là vấn đề nhà đầu tư cần phải nhìn nhận, cần phải xem xét, cần phải đánh giá lại khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Những biến động và những tác động ở trên thị trường giao dịch Forex luôn luôn có bản thân mật tôi giao dịch ở trên thị trường và chia sẻ đến nhà đầu tư. Trong thị trường giao dịch Forex không có cái gì dễ và cũng chẳng có cái gì được gọi là đơn giản. Chỉ có mỗi một thứ dễ và đơn giản, đó là nhà dễ mất tiền và đơn giản phá sản khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex mà bản thân các bạn không có tìm hiểu cho thật kỹ, không có đánh giá cho thật đúng các giá trị thực tiễn trên thị trường. Mà trong đó thì những giá trị đó là những người thầy hoặc những ai đứng ra chia sẻ cho các bạn ở trên thị trường giao dịch Forex này, họ phải liên tục chứng minh cho chúng ta thấy rõ được điều này trên thị trường. Và nhà chứng minh thì phải chứng minh bằng tài khoản giao dịch live của họ, và chứng minh là chứng minh bằng những giá trị giao dịch thực tiễn mà bản thân chúng ta phải nhìn thấy, phải tận mắt thấy rõ được những giá trị này trên thị trường, chứ không phải nhà chúng ta tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, chúng ta chỉ nghe nói về thành công và chúng ta nghe nói về nhà hết các danh hiệu Á quân thế giới thế này hay thế kia, rồi top thế giới thế này hay thế kia, rồi quản lý quỹ thế này hay thế kia, rồi là chuyên gia Forex thế này hay thế kia trên thị trường giao dịch Forex. Đó là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý khi tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này. Tôi chia sẻ để mọi nhà đầu tư cùng thấy rõ, và tôi minh chứng để cho nhà đầu tư cùng thấy rõ những giá trị thực tiễn này trên thị trường khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex. Tất cả những giá trị mà tôi truyền đạt đến mọi nhà đầu tư, tất cả những giá trị tôi gửi đến nhà đầu tư là những giá trị mà bản thân tôi phải nỗ lực trong thời gian suốt nhiều năm qua của cả quá trình phát triển trên thị trường để cho các bạn thấy rõ được những giá trị này, để mà các bạn hiểu, để các bạn vận dụng vào trong thực tế. Chứ không phải khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex, các bạn chỉ thấy những giá trị về lợi nhuận, về bánh vẽ trên thị trường, xin lỗi cả các bạn, điều đó sẽ không giúp cho các bạn có thể tồn tại được ở trên cái thị trường giao dịch Forex này. Mà bản thân các bạn muốn tồn tại được ở trên thị trường giao dịch Forex thì các bạn hãy đi chậm lại, hãy đánh giá cho thật đúng, hãy nhìn nhận mọi vấn đề cho thật kỹ, rồi các bạn sẽ thấy rõ được đâu là những giá trị thực tiễn trên thị trường, và những giá trị thực tiễn này đâu là những giá trị đúng và đâu là những giá trị sai trên thị trường. Cái gì các bạn cũng có thể mua được, nhưng chỉ có một thứ duy nhất ở trên thị trường giao dịch Forex hoặc bất kỳ một thị trường đầu tư nào và ngay cả trong cuộc sống, đó là kỹ năng sống hoặc là kỹ năng về đầu tư hoặc kỹ năng giao dịch Forex. Đó là những giá trị mà bản thân chúng ta phải mất rất là nhiều thời gian để chúng ta luyện tập, điều chỉnh và hoàn thiện dần dần. Các bạn phải có những giá trị vấp ngã trên thị trường, và những giá trị vấp ngã này các bạn phải thấy rõ được họ minh chứng ở trong thực tế, thì lúc đó các bạn mới có thể tồn tại được ở trên thị trường giao dịch Forex. Đây là những giá trị mà bản thân tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex, xin chia sẻ và gửi gắm đến nhà đầu tư. Mong rằng nhà đầu tư qua những giá trị live stream trực tiếp có thể nhìn nhận và đánh giá được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Xin được chúc mọi nhà đầu tư giao dịch thành công ở trên thị trường giao dịch Forex này. Website đào tạo Forex, Trần Quốc Minh xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư.